Dê mẹ sinh ra con vật kỳ lạ, nửa người nửa heo, cả làng xôn xao lo sợ lời nguyền báo ứng. Cả vùng quê bỗng xôn xao khi dê cái của người nông dân sinh ra một sinh vật vô cùng kỳ dị. Sau khi dê cái của trang trại trải qua quá trình sinh nở, người nông dân chủ của con dê bàng hoàng phát hiện đàn dê con mới sinh có một sinh vật cực kỳ lạ, hoàn toàn không giống dê mà lại có nét giống hình hài con người, cùng một chút giống heo. Người đàn ông hoảng hốt gọi hàng xóm đến xem, ai cũng sốc khi được tận mắt chứng kiến sinh vật kỳ dị mà dê mẹ sinh ra này. Người dân trong làng cũng bày tỏ sự quan ngại, lo lắng với sinh vật nửa người nửa thú này xuất hiện. Có khi nào gia đình đã bị nguyền rủa và sẽ sớm liên tiếp gặp vận xui hay không? Người đàn ông 40 tuổi kể lại trong quá trình quái thai được sinh ra. Chú dê chở dạ vào khoảng mùng 2 tháng 11, nhanh chóng được hỗ trợ đỡ đẻ. Trong chốc lát, hai cá thể dê con được sinh ra. Và đây cũng là lúc mà những người chứng kiến sững sờ phát hiện một trong hai con dê không hề giống dê mà giống người hơn. Sự xuất hiện của sinh vật lạ này đã khiến tất cả mọi người xung quanh vô cùng hoang mang lo sợ. Một người đàn ông tả lại hình dáng của con vật mà ông tận mắt nhìn thấy. Nó trông giống như một con heo với một chút lai với con người. Sinh vật không lông mà con dê cái của trang trại sinh ra thậm chí còn có rốn như một em bé sơ sinh vậy. Với giọng vẫn chưa hết bàng hoàng, ông nói: "Chúng tôi như bị chôn chân xuống đất vậy. Cứ chân chân nhìn vào nó mà không tài nào giải thích nổi lý do vì sao mà con dê lại có thể sinh ra heo lai người. Hàng xóm quanh đây đều tìm đến, nhìn tận mắt nó. Ngay sau khi sinh ra, cả dê mẹ và dê con cùng sinh vật lạ đều tử vong. Điều này càng khiến nỗi lo về sinh vật đem tai họa đến cho loài người bùng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, giáo sư thuộc Viện Nghiên cứu Động vật thuộc Trường Đại học Quốc gia Philippines cho rằng dê con dị dạng có thể vì sự đột biến gen từ trong bụng mẹ, khiến cơ thể thay đổi và dê con không thể phát triển bình thường. Ông cho biết thêm, hiện tượng dị thai trong tự nhiên xảy ra rất phổ biến. Dê mẹ có thể đã mắc bệnh do bị muỗi đốt dẫn đến việc bào thai trong bụng phát triển bất thường. Đại gia xây nhà bằng 5 triệu chiếc chai khiến ai cũng xì xào mỉa mai, đến lúc nhìn thành quả phải câm nín. Sau khi ngôi nhà hoàn thành, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc vì quá xinh đẹp. Bảo vệ môi trường luôn là vấn đề nhức nhối khiến cả xã hội quan tâm. Mặc dù các sản phẩm nhựa được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống, nhưng chúng cũng chính là nguyên nhân lớn nhất của vấn nạn ô nhiễm. Những sản phẩm từ nhựa khó phân hủy. Chính vì sự tiện dụng và cần thiết nên người ta cũng thể dừng sản xuất và sử dụng chúng. Đã có một số giải pháp khá thông minh sáng tạo, đó là dùng chai nhựa làm vật trang trí hoặc đạo cụ, đôi khi là những chậu hoa, những chiếc ghế ngồi xinh xắn. Nhưng quy mô lớn thì phải nhắc đến cách tái sử dụng của người đàn ông dưới đây. Người đàn ông này đã thu thập những chai nhựa với số lượng lớn từ khắp nơi để làm vật liệu xây dựng chính cho ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, ngoài chai nhựa thì xi măng cũng là một nguyên vật liệu không thể thiếu. Xây nhà bằng những vật liệu tái chế sẽ giúp bảo vệ môi trường, nhưng cũng khiến những người xung quanh tò mò lo lắng liệu những thứ này có làm được một ngôi nhà vững vàng và an toàn không. Thế nhưng, có thể bạn không biết, những chiếc chai nhựa này rất khó phân hủy, nó sẽ khiến căn nhà cứng cáp lâu bền. Hơn nữa, vật liệu của căn nhà này là chai nhựa tái chế nên tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho chủ căn nhà. Khi đưa ra ý tưởng này đã vấp phải rất nhiều sự can ngăn lo lắng của những người xung quanh, nhưng người đàn ông vẫn quyết giữ lập trường và nhanh chóng bắt tay biến ý tưởng của mình thành hiện thực. Dưới bàn tay khéo léo của thợ xây, những bộ phận của ngôi nhà dần được dựng lên thành hình thành dáng vô cùng bắt mắt. Tuy chưa hoàn thành, nhưng nó đã thu hút rất nhiều người đến xem. Họ trầm trồ trước bức tường kiên cố mà vô cùng lạ mắt này. Thợ xây đã dồn cát vào bên trong những chiếc chai nhựa, sau đó sơn vẽ chúng thật bắt mắt. Nhìn như này, ai nghĩ đây là phế liệu tái sử dụng dựng thành. Bao xung quanh là đáy chai với hình những cánh hoa đều tăm tắp, đang xen lẫn nhau thành những hoa tiết cầu kỳ tinh tế. Những người đến xem tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Mới đây thôi, họ còn nghĩ đây là một sự ngu ngốc. Thế nhưng ngay bây giờ là cả một bầu trời thích thú lẫn kinh ngạc. Có rất nhiều ý tưởng xây nhà từ nguyên vật liệu tái chế. Tuy nhiên, ngôi nhà bằng vỏ chai nhựa thì đây có lẽ là lần đầu tiên. Đây không chỉ là một ngôi nhà để ở, mà sẽ trở thành một điểm nghỉ dưỡng thư giãn thú vị. Quyết định xây dựng ngôi nhà này là một sự thông minh táo bạo mà có lẽ chủ nhân ý tưởng này cũng không nghĩ lại mang đến kết quả tuyệt vời như vậy. Có thể bạn không biết, ngôi nhà được xây bằng chai nhựa này có sức bền gấp 20 lần ngôi nhà bình thường. Vì xây bằng nguyên vật liệu đơn giản nên vừa giảm được chi phí,
vừa giảm tối đa thời gian thi công. Nhìn từ trong ra ngoài, ngôi nhà mang một nét gì đó rất độc đáo, khiến người ta muốn bước ngay vào khám phá. Có lẽ sau ngôi nhà này sẽ có nhiều ngôi nhà tương tự được dựng lên, vừa thẩm mỹ vừa bảo vệ môi trường một cách hiệu quả. Có thể thấy, vỏ chai nhựa thực sự mang rất nhiều công dụng và giá trị tốt. Khả năng sáng tạo của con người là vô hạn. Hãy cứ nhìn những chiếc vỏ chai nhựa tái chế được chế tạo bắt mắt, bạn sẽ thấy điều tuyệt vời mà con người có thể làm là vô cùng vô tận. Ngôi nhà sau khi được hoàn thành còn khiến mọi người kinh ngạc hơn. Ai nghĩ đây là một ngôi nhà lập bằng chai nhựa phế thải. Nó không chỉ xinh đẹp mà phí xây dựng còn siêu tiết kiệm. Đừng nghĩ rằng ngôi nhà này dành cho những người nghèo muốn tiết kiệm chi phí, bởi đây là một nơi thư giãn nghỉ dưỡng thú vị mà người giàu cũng vô cùng mong muốn được sở hữu đấy. Nếu bạn thấy ngôi nhà này đẹp và ngưỡng mộ ý tưởng của anh ấy, thì hãy chia sẻ bài viết này rộng rãi để ý tưởng sáng tạo tuyệt vời này được truyền tải muôn nơi, kêu gọi tất cả mọi người bảo vệ môi trường vì một cuộc sống xanh sạch đẹp nhé.